Tính, lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Giải, lão cư sĩ Quang Niệm Tổ. Hành, lão hòa thượng Tịnh Không. Chứng, lão hòa thượng Hải Hiền. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh. Văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 18. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 172. Chúng ta bắt đầu xem từ trong hàng thứ 6, nguyện thứ 18. Đây là tiếp theo phần tập giải phía trước. Nguyện thứ 18 nói là văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Nguyện thứ 19 phía trước là chú trọng ở tâm Bồ Đề, tu các công đức, dâng làm sáu ba la mật. Nguyện thứ 18 chú trọng ở nghe danh hiệu của ta, hết lòng tin yêu, cho đến 10 niệm. Nếu người nào không sanh về được, ta nguyện không giữ ngôi chánh giác, 10 niệm ắt sanh. Đây là tông thú của nguyện thứ 18. Chúng ta sẽ giảng từng nguyện một. Đại đức xưa trong 48 nguyện, thì nguyện nào là đứng đầu vậy?
hầu như mọi người đều công nhận. Nguyện thứ 18 là nguyện đứng đầu trong 48 nguyện, là nguyện quan trọng nhất. Nói với chúng ta là 10 niệm ắt sanh, nhưng chúng ta cũng không được phép lơ là nguyện thứ 19. Vì sao vậy? Nguyện thứ 19 là phát tâm Bồ Đề. Ở trong tam bối giảng sanh, giảng sanh chánh nhân là 8 chữ: phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Cái này là rất nhiều tổ sư đại đức xưa nay đều cho rằng 8 chữ này là tông yếu của bổn kinh, là nguyên tắc chỉ đạo quan trọng nhất. Ngẫu Ích đại sư đã nói 4 chữ: ở trong yếu giải, là Ngài đổi 8 chữ thành 4 chữ. Tính của đạo lúc nào cũng thiết thực và đơn giản nhất, không có chút phức tạp nào, đơn giản rõ ràng. Đại sư nói tính, nguyện, trì danh. Tin sâu nguyện thiết chính là tâm Đại Bồ Đề. Trì danh là chấp trì danh hiệu, chính là nhất hướng chuyên niệm. Bốn chữ này ở trong yếu giải khiến cho Ấn Quang Đại Sư khâm phục sát đất, là nói quá hay rồi. Đơn giản như vậy, mỗi người đều có thể nghe hiểu, mỗi người đều có thể làm được. Bạn không chịu làm thì vô phương rồi. Nếu bạn chịu làm thì không người nào là không làm được. Nếu chúng ta quan sát tỉ mỉ tiền nhân, những vị đã được đưa vào trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, những vị đại đức niệm Phật giảng sanh trong quá khứ, những vị đã được đưa vào trong giảng sanh truyện, những vị hiện tiền, chính tai chúng ta nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, đã chứng minh cái sự việc này là thật, không phải là giả. Thế nhưng người không tin vẫn là rất nhiều, phần đông là vậy. Vì sao vậy? Do tập khí phiền não làm chướng ngại trí huệ của chúng ta, làm chướng ngại niềm tin của chúng ta. Mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhìn thấy người ta có thành tựu, nhưng đối với mình vẫn là không có niềm tin. Thậm chí là không có nảy sinh tính cảnh giác đối với mình. Vì sao vậy?
ở trong đời sống thường ngày vẫn cứ làm theo ý mình. Không có chịu sửa đổi tập khí thói xấu của mình. Người như vậy có nhiều không? Quá nhiều rồi. Năm xưa tôi cầu học với Lý lão sư ở Đài Trung. Thầy sáng lập nên Liên xã Phật giáo Đài Trung. Cái năm mà tôi theo học giáo với lão sư, lần đầu tiên đến Đài Trung là ngày lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Liên xã Đài Trung. Lúc đó liên hữu của Liên xã Đài Trung đăng ký ở trong danh sách là 200.000 người, là có quy mô tương đối lớn ở Đài Loan. Có rất nhiều người như vậy trong xã đoàn Phật giáo. Lão sư thường hãy lấy điều này làm thí dụ để nói với chúng tôi. Liên hữu chính là liên hữu của Liên xã Đại Trung. Trong 10.000 người khó có được 5-3 người giảng sanh. Không phải dạng người tu dạng người đi rồi. Các liên hữu đều nghe kinh, đều niệm Phật. Tại vì sao trong một vạn người chỉ được có 5-3 người? Nghe kinh có hiểu không? Tưởng như hiểu nhưng lại không hiểu. Có niệm Phật không vậy? Cũng dường như là niệm nhưng lại không niệm. Mỗi ngày niệm mấy câu Phật, thậm chí là niệm mấy trăm câu, niệm mấy ngàn câu, niệm một vạn câu, nhưng không có muốn vãng sanh thế giới Cực Lạc. Mặc dù có nhìn thấy tướng lành của người niệm Phật giảng sanh rồi, liên hữu giảng sanh làm nghi thức từ biệt tại liên xã của thành phố Đài Trung, mọi người tận mắt nhìn thấy tướng lành cũng tán thán, nhưng bản thân vẫn là cứ làm theo ý mình như cũ. Không có cảnh giác, không phát nguyện thật làm. Những sự việc này đều là do chính mắt chúng tôi nhìn thấy. Khi hồi tưởng lại lúc đó, những tình trạng mà tôi nói này là bao gồm cả bản thân tôi. Là không thể khởi niềm tin đối với tịnh độ, dù rất tôn kính, cũng rất xem trọng, hoàn toàn không dám xem thường
nhưng tâm của mình là không thể phát ra được. Đây là thí dụ tôi thường hay dùng. Chúng ta có 90% niềm tin đối với Tịnh Tông, nhưng vẫn còn 10% hoài nghi. Thậm chí là có 99% niềm tin, vẫn còn 1% nghi hoặc. 1% nghi hoặc này cũng đủ làm chướng ngại cho giảng sanh rồi. Đây là nguyên nhân gì? Nguyên nhân của bản thân tôi. Bởi vì bản thân là phần tử trí thức. Vấn đề của phần tử trí thức chính là muốn truy tìm tận gốc rễ, là phải tìm hiểu rõ ràng, sáng tỏ triệt để, rồi mới chịu tin. Nếu chưa tìm hiểu thấu triệt thì nghi vấn là điều không thể tránh khỏi. Lão sư và tổ sư Đại Đức từ xưa đến nay, ở trong chú giải có nói rõ ràng, có nói sáng tỏ cái vấn đề này hay không? Có. Như vậy tại sao chúng ta vẫn chưa có hiểu rõ ràng? Nói lời thành thật, lão sư giảng kinh chúng ta nghe chưa hiểu. Những chú sớ mà các vị tổ sư đại đức để lại xem không hiểu. Tại vì sao xem không hiểu, nghe không hiểu vậy? Khi mọi thứ đã ở ngay trước mắt, đọc xong Ấn Quang Đại Sư văn sao, vậy mới tìm ra được vấn đề của chúng ta. Nguyên nhân là gì? Không đủ thành kính. Không phải là không có thành kính, là có. Có mà nghe không hiểu, là có thật. Nếu không có thật, vậy bạn có thể đi nghe hàng ngày được không? Không nỡ bỏ sót buổi giảng nào, là có tâm thành kính. Do tâm thành kính chưa đủ, chưa đạt đến tiêu chuẩn. Tổ Ấn Quang nói, một phần thành kính, bạn chỉ được một phần lợi ích. Chúng ta chia thành kính thành 100 điểm, thì đại khái tâm thành kính của tôi được 30 điểm thôi. Còn tâm thành kính của đồng học thông thường, theo tôi ước tính tâm thành kính chỉ được 10 điểm. Tôi nhiều hơn họ. Nhiều nhưng thế nào cũng nghe không hiểu, cũng không có thực sự dứt hết nghi hoặc. Thế thì cần bao nhiêu phần thành kính vậy? Dùng tiêu chuẩn của người xưa, tóm lại phải được 70-80 điểm là có sức mạnh rồi, nảy sinh sức mạnh rồi. Có thể đạt đến 90 điểm, như thế chắc chắn được sanh tịnh độ rồi. Nhưng không thể tìm ra người đạt được tiêu chuẩn này. Nếu dựa vào sự bồi dưỡng ở trong đời này, thì xin thưa với các vị phải trường thọ. Nếu như không có tuổi thọ dài như vậy, chưa có nâng tâm thành kính lên đến tiêu chuẩn nhất định. Chúng tôi nói là tiêu chuẩn nhất định, tạm xem là 60-70 điểm, chưa đạt đến tiêu chuẩn này,
thì chuyện giảng sanh là không đáng tin rồi. 30-40 điểm thì càng không có gì chắc chắn. Tôi được Phật Bồ Tát gia trì nên tuổi thọ được kéo dài, có thể kiên nhẫn bền bỉ tuân thủ lời giáo huấn của lão sư, nhìn thấu buông xả, buông xả nhìn thấu. Phải mất hết 60 năm miệt mài đăng đẳng, đại khái là nâng niềm tin lên được 60-70 điểm rồi. Thời gian 60 năm, một con giáp này không được xem là ngắn. Nếu như không phải chăm chỉ học tập, chăm chỉ học tập, miệt mài bền bỉ mỗi ngày, thì không thể đạt đến tiêu chuẩn này. Không thể đạt đến tiêu chuẩn này, thì không có phần nắm chắc. Không phải không chăm chỉ, chăm chỉ học tập mà đời này vẫn không thể giảng sanh. Sẽ đi về đâu? Dẫu sao ở trong đời này cũng thiện nhiều ác ít, nên có phần nắm chắc là sanh thiên, cõi trời dục giới. Cái này thì có phần nắm chắc. Được thân người đương nhiên là càng có phần nắm chắc hơn. Nhưng mà nhân gian quá khổ rồi, đời sau không muốn đến nhân gian nữa, đương nhiên là sẽ không đọa ba đường ác. Có còn tham sân si không? Còn tập khí, tài sắc danh lợi, ngũ dục lục trần thật sự buông xả rồi, quả thật là không còn để cái thứ này ở trong tâm nữa. Đây chính là lục đạo. Cái nghiệp nhân từ cõi trời trở xuống chúng tôi ít rồi. Cõi trời không thể nói trên, trên chúng tôi vẫn không thể làm được. Trời sắc giới phải tu thiền định, trời vô sắc giới cũng phải tu thiền định. Chúng tôi không có cái khả năng này. Cõi trời dục giới dựa vào thượng phẩm thập thiện nghiệp đạo. Thượng phẩm thập thiện nghiệp đạo chúng tôi có thể làm được rồi. Học tập kinh giáo, niệm Phật, hồi hướng cái công đức này, cõi trời dục giới trong suy nghĩ của chúng tôi, mấy tầng trời đao lợi, trời giả ma, trời đâu xuất, có lẽ đều có thể thực hiện được rồi. Nội diện của đâu xuất khó, chúng tôi không thể vào nổi.
chứ trời đâu xuất thì có thể được. Tự mình thường hay suy nghiệm về bản thân. Những nghiệp nhân đã tạo trong đời này, về sau là có thể thấy được quả báo của đời sau. Có nghiệp nhân như vậy, dùng nó để chuyên tu tịnh độ, nhất tâm niệm Phật, chúng ta sẽ có phần nắm chắc vãng sanh về phàm thánh đồng cư độ của thế giới Cực Lạc. Ngẫu Ích Đại Sư nói hay vô cùng. Đức thân Ngài ngầm chỉ cho chúng ta vãng sanh đồng cư độ hạ hạ phẩm là rất hài lòng rồi. Câu này nói rất hay. Có phải Ngài là vãng sanh hạ hạ phẩm không? Đối với phẩm vị của thế giới Cực Lạc, Ngài cũng không tranh. Thật sự là pháp còn phải xả, huống hồ là phi pháp. Phẩm vị của thế giới Cực Lạc cũng không tranh nữa rồi, vậy có còn tranh? Vậy còn tranh danh lợi với người thế gian này nữa không? Chắc chắn là không thể rồi. Chỉ một mực thành thật vãng sanh về thế giới Cực Lạc, 48 nguyện là cam đoan. Đọc xong 48 nguyện liền biết được quả báo thù thắng vô song, là quá thù thắng rồi. Thù thắng đến mức chúng ta không dám tin. Nhưng mà chúng ta nên biết Thích Ca Mâu Ni Phật, Di Đà chắc chắn không nói câu vọng ngữ nào, toàn là lời chân thật. Chúng ta có thể tin được thì đây chính là có phước báo. Cho nên ở trong nguyện 18 này, chúng ta phải thật sự thực hiện hết lòng tin yêu. Yêu là yêu thích. Thật sự tin tưởng, thật sự yêu thích thế giới Cực Lạc, thật sự yêu thích A-di-đà Phật. Chúng ta đem hết thảy thiện căn mà mình đã tạo, hết thảy thiện căn. Thiện căn là không tham, không sân, không si, là ba thiện căn của pháp thế gian. Thiện căn của Bồ Tát pháp xuất thế gian là tinh tấn. Ở trong lục độ, cái sau bao gồm cái trước, cái trước không bao gồm cái sau. Thí dụ nói bố thí ba la mật, nó không bao gồm năm loại phía sau. Trì giới ba la mật nhất định là bao gồm bố thí, là bao gồm phía trước.
nó không bao gồm phía sau. Nhẫn nhục tinh tấn, phía sau nó không bao gồm. Nếu như là tu toàn bộ ở trong lục độ, đặc biệt chú trọng ở Bát Nhã Ba La Mật, biết được lục độ là một thể, năm độ phía trước đều là dạy chúng ta buông xả, cuối cùng Bát Nhã là nhìn thấu. Nhìn thấu là gì? Toàn là giả. Trong Kinh Kim Cang nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Buông xả chính là chân thật, là trí huệ chân thật. Không có trí huệ chân thật thì bạn không thể buông xả được rồi. Vì sao buông xả khó như vậy? Chính là chưa có trí huệ. Trí huệ đã biến thành phiền não, trí huệ đã biến thành tập khí rồi. Đối với tất cả pháp thế gian, thậm chí là bao gồm cả Phật Pháp, trên kinh nói pháp còn phải xả. Cho nên chúng ta chỉ lấy một pháp ở trong pháp. Lão Hòa Thượng Hải Hiền chỉ lấy một câu danh hiệu, những thứ khác đều không biết gì cả. Một tức tất cả, tất cả tức một. Đại thừa là pháp viên dung, tuyệt diệu không thể tả. Khi pháp này thành tựu rồi thì tất cả pháp hết thảy đều đạt được. Học một là một môn, nhưng đạt được là 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, hết thảy đều đạt được. Làm sao đạt được? Kiến tánh là đạt được. Làm sao kiến tánh? Đắc định. Bạn được tâm thanh tịnh, được tâm bình đẳng. Trong cái đề kinh này của chúng ta, thanh tịnh bình đẳng là định. Thanh tịnh là định tiểu thừa, bình đẳng là định đại thừa. Dùng cái câu danh hiệu này là có thể đạt được. Thật sự là không thể nghĩ bàn. Mười tám nguyện, hết lòng tin yêu. Câu này vô cùng quan trọng. Hết lòng, nó không có nói là thành tâm, không có nói là thật tâm. Chân thành đến cực điểm gọi là hết lòng. Hay nói cách khác, không những không còn phân biệt chấp trước, đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian không phân biệt, không chấp trước, mà ngay cả khởi tâm động niệm cũng không còn. Phân biệt chấp trước không còn nữa,
thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Không còn khởi tâm động niệm thì tâm bình đẳng hiện tiền. Hết lòng là chân thành đến cực điểm. Đây là cảnh giới gì? Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, chính là cái chữ giác này ở phía sau đề kinh. Ngài dùng pháp môn niệm Phật để thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác. Giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây gọi là giác. Giác chính là Bồ Đề. Giác từ đâu mà có vậy? Giác là có từ thanh tịnh bình đẳng, là có được từ định. Bình đẳng là vốn định của tự thánh. Năm câu nói mà Đại sư Huệ Năng đã nói lúc kiến tánh, đó là lời báo cáo tâm đắc của Ngài, là luận văn tiến sĩ của Ngài, là đơn giản như vậy. Từ miệng Ngài nói ra, ngũ tổ vừa nghe thấy thực sự là minh tâm kiến tánh rồi, liền vui vẻ trao y bát lại cho Ngài, lập Ngài làm vị tổ đời thứ sáu. Câu thứ tư của Ngài nói là tự tánh vốn định, nào ngờ tự tánh vốn không dao động, vốn không dao động chính là bình đẳng. Dao động là không bình đẳng rồi. Công phu của Ngài, cái định đó không phải là ngồi kiết già xoay mặt vào nhất. Định ở đâu? Ngay trong đời sống, đi đứng ngồi nằm thấy là định. Đi đứng ngồi nằm, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đây gọi là tự tánh vốn định. Cho nên Ngài có thể tùy duyên. Tự tánh vốn định của Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện ở tám tướng thành đạo. Đó chẳng phải là đời sống sao? Thể hiện ở 49 năm giảng kinh dạy học, toàn là ở trong định. Không có một giây phút nào rời khỏi thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác là tự tánh vốn định. Ngài biểu diễn điều này cho chúng ta thấy. Chúng ta xem không hiểu. Nếu chúng ta thật sự xem hiểu rồi thì sẽ giống như Đại sư Huệ Năng vậy. Cái gì là pháp thế gian, cái gì là Phật pháp, nếu vẫn còn cái phân biệt này là không bình đẳng rồi. Hóa ra Phật pháp chính là thế gian pháp. Đây chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Sao bạn còn có thể khởi tâm động niệm chứ? Khởi tâm động niệm là sai rồi. Đó là việc của bên A-lại gia, chứ không phải bên tự tánh này.
Nguyên 18 thật không đơn giản. Nguyên thứ 18 chúng tôi thật sự chính mắt nhìn thấy. Chúng tôi ở Mỹ vào năm 1980, chúng tôi nhìn thấy Chu Quảng Đại giảng sanh. Đây là người Hoa Kiều. Ông ở bên đó kinh doanh một cửa tiệm bánh bao, đã bị bệnh ung thư. Đến thời kỳ cuối, bệnh viện đã ngưng điều trị, thông báo cho gia đình mang ông về nhà, nói cho ông biết thời gian còn sống của ông có khả năng là không đến một tháng. Rất nghiêm trọng. Người trong gia đình không có tín ngưỡng tôn giáo. Lúc này là cuống cuồng rồi. Bệnh viện không nhận chữa nữa, cho nên mới đi cầu thần lễ Phật khắp nơi để thử xem có xảy ra kỳ tích gì không. Lúc đó Hội Phật Giáo Hoa Phủ của chúng tôi thành lập đại khái được một năm. Hội Phật Giáo Hoa Phủ là thành lập vào năm 1983. Chúng tôi gặp phải sự việc này. Họ đến hỏi chúng tôi. Chúng tôi đã phái 4 liên hữu đến thăm ông ấy. Liên hữu điện thoại cho tôi, nói bệnh của ông thật sự rất nặng, e rằng không có cách gì sống tiếp được. Tôi liền nói với mọi người, các vị hãy thử xem, khuyên ông niệm Phật cầu giảng sanh, xem ông có muốn hay không. Không ngờ là ông có thiện căn. Giảng cho ông nghe một cách rất đơn giản về thế giới cực lạc của A-di-đà Phật. Nếu ông thật sự tin, thật sự phát nguyện, lúc sắp mạng chung, 10 câu Phật hiệu hay 1 câu Phật hiệu cũng có thể giảng sanh. Ông nghe xong vô cùng hoan hỷ. Ông bảo người trong nhà, đừng tìm thầy thuốc nữa, đừng nên đi cầu thuốc nữa. Mọi người các con hãy thảy đều đến để niệm Phật giúp cha. Ông cùng niệm theo với mọi người. Vừa phát cái tâm này thì bệnh của ông liền giống như giảm nhẹ ngay. Bệnh ung thư đó rất đau, niệm Phật liền hết đau ngay. Cho nên ông rất hoan hỷ. Ngày đêm không ngừng, 3 ngày 3 đêm ông giảng sanh rồi. Bạn xem một đời, trước lúc lâm chung 3 ngày 3 đêm có 6-7 người trợ niệm cho ông. Chúng tôi phái 4 người luân phiên nhau. Trong nhà của ông có vài 3 người nữa. Vậy là giống như chúng tôi tận mắt nhìn thấy. Cái nguyện này thành hiện thực rồi. Hai câu sau cùng là duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp.
Người như vậy niệm Phật cũng không thể giảng sanh được rồi. Hai câu này chúng ta đợi đến khi phẩm thứ 6 48 nguyện sẽ báo cáo tỉ mỉ qua với các vị. Câu này người xưa cũng có cách giảng khác nhau. Con người chủ trương là họ tạo tội ngũ nghịch, họ phỉ báng chánh pháp, là họ chắc chắn không tin, họ không thể tiếp nhận, nên đương nhiên họ không thể giảng sanh. Đây là một cách giải thích. Còn một cách giải thích khác là người tạo tác ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung thật sự sám hối, sau này không tạo nữa. Như vậy niệm Phật có thể giảng sanh. Trước đây phỉ báng, hiện tại không phỉ báng, hiện nay thật tin, thật nguyện. Công đức của sám hối là không thể nghĩ bàn. Con người chỉ sợ là không biết sám hối, không biết sửa lỗi. Người xưa chúng ta nói rất hay, người thật sự biết sửa lỗi, họ chính là người tốt. Người biết hối cải sửa lỗi thì không có gì thiện bằng. Cư sĩ Chu Quảng Đại thị hiện cho chúng ta thấy, lúc sắp lâm chung vừa nói ông liền tiếp nhận, ông liền tin ngay, thực sự phát nguyện cầu sanh. Đây chính là sám hối. Nghiệp tội mà cả đời đã tạo, nghiệp tội mà đời đời kiếp kiếp đã tạo trong quá khứ đã ngưng toàn bộ rồi, đã dừng rồi, không khởi tác dụng. Pháp môn này gọi là đới nghiệp giảng sanh. Điều kiện của giảng sanh chỉ ở một niệm thật tin, một niệm thật nguyện, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính, niệm một câu Phật hiệu này, họ liền có thể được sanh tịnh độ. Sau khi giảng sanh hỏa thiêu còn có xá lợi. Là nói cho chúng ta biết sự việc này không phải giả. Ở trong nguyện thứ 19 phát Bồ Đề Tâm, có nhất tâm niệm ta, ngày đêm không gián đoạn. Là có hai câu kinh văn này. Niệm Phật chú trọng ở nhất tâm. Nhất tâm này chính là tâm chân thành. Nhất tâm này chính là tâm thanh tịnh. Nhất tâm này chính là tâm cung kính. Đầy đủ chân thành, cung kính. Ấn Quang Đại Sư nói là thành kính.
ngày đêm không gián đoạn, đây là tâm tương tục. Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh nói cho chúng ta biết bí quyết của niệm Phật: không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Nhất tâm chính là không hoài nghi, không xen tạp. Ngày đêm không gián đoạn là tương tục không gián đoạn. Điều kiện của niệm Phật hết thảy đều đầy đủ. Lâm thọ chung thời, ngã, chữ ngã này là A-di-đà Phật tự xưng, A-di-đà Phật và các chúng Bồ Tát. Hiện tiền đến tiếp đón. Thế giới Cực Lạc không có không gian. Không có không gian tức là không có khoảng cách, không có thời gian. Cho nên trong khoảnh khắc liền sanh về cõi nước ta là quá nhanh rồi. Khi A-di-đà Phật đến tiếp bạn, nhất định là hào quang Phật chiếu bạn trước. Được hào quang Phật chiếu rọi thì công phu tu học của mình sẽ được nâng cao gấp bội. Cho nên trong Kinh Di Đà nói: nhất tâm bất loạn. Trong nguyên bản văn tiếng Phạn chân thật là không có câu này, mà nói là nhất tâm hệ niệm, chứ không phải là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là Đại sư Kumala Thập Ngài dùng. Ngài sửa đổi ý nghĩa ban đầu. Sửa có sai không vậy? Sửa không có sai. Nguyên nhân là gì? Nhất tâm hệ niệm bạn đạt được rồi, vừa được hào quang của Phật chiếu đến, nó liền nâng cao rồi. Nâng cao đến nhất tâm bất loạn. Chúng ta bình thường nói là công phu thành khối, là nhất tâm bất loạn mức thấp nhất. Có cái điều kiện này thì chắc chắn được sanh. Bản thân chúng ta tu đến cái công phu này, lúc lâm chung hào quang Phật vừa chiếu, liền nâng nó lên đến sự nhất tâm bất loạn, là thăng cấp rồi. Tuy thời gian của Chu Quảng Đại ngắn, chỉ có 3 ngày 3 đêm, công phu của ông đến mức nào vậy? Chắc chắn là thành khối. Hào quang Phật vừa chiếu, ông liền được nâng cao. Cho nên Đại sư La Thập không có dịch sai. Pháp sư La Thập dịch rất khéo léo, khiến chúng ta thật tin đối với Tịnh Tông, thật sự muốn hướng về thế giới Cực Lạc. Người này được tam bảo gia trì, có thể làm đến được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn nếu chia thành 3 phẩm thượng trung hạ, hạ phẩm là công phu thành khối, mỗi người đều có thể làm được.
Sự nhất tâm bất loạn khó. Vì sao vậy? Phải đoạn kiến tư phiền não. Sự nhất tâm bất loạn là ngang bằng A-la-hán. Lý nhất tâm bất loạn là ngang bằng chư Pháp Thân Bồ-Tát. Quá cao rồi. Trong kinh này có 19 nguyện sau cùng tác A-duy Việt Trí Bồ-Tát. Bồ-Tát A-duy Việt Trí là Pháp Thân Bồ-Tát, là lý nhất tâm bất loạn. Hay nói cách khác, người niệm Phật chúng ta là công phu thành khối giảng sanh. Sanh về thế giới cực lạc chính là sự nhất tâm bất loạn. Ở bên đó nghe kinh tu hành, rất nhanh chóng liền chứng được lý nhất tâm bất loạn. Tốc độ quá nhanh. Một đời chắc chắn chứng được rốt ráo viên mãn. Chúng ta dứt khoát không được lơ là. Dứt khoát không được bỏ lỡ cái cơ hội lần này. Phần trước chúng ta đã học qua tinh hoa ở trong Kinh Kim Cang. Vô trụ sanh tâm đều ở trong một câu Phật hiệu này. Ai nói Tịnh Tông không phải Bát Nhã chứ? Tịnh Tông hết thảy đều dung nhiếp thiền giáo hiển mật vào trong đó. Chỉ một câu Phật hiệu thôi. Một câu Phật hiệu là thiền, là mật, là bát nhã, là phương đẳng. Là pháp tướng, là tam tụ tịnh giới, đều không thiếu một cái nào. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều ở trong câu danh hiệu này. Niệm câu danh hiệu này thì hết thảy đều niệm tất cả. Chúng ta xem kinh văn dưới đây, có thể thấy nguyện thứ 19 là chú trọng ở phát tâm Bồ Đề. Nhất tâm niệm ta. Nguyện thứ 18 chú trọng ở hết lòng tin yêu, nhất hướng chuyên niệm. Thế là chúng ta đã hiểu rõ rồi. Phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm là cốt tủy của bổn nguyện Di Đà, là điểm trung tâm của 48 nguyện. Toàn bộ Đại Kinh Chi Tông Yếu, cương lĩnh chỉ đạo quan trọng nhất của việc tu hành. Giảng sanh tất bị chi chánh nhân.
phương tiện độ sanh chi từ hàng. Nhân chính cần phải có của giảng sanh là nói từ trên thân của chúng ta. Chúng ta cầu sanh thế giới cực lạc. Phương tiện độ sanh là thuyền từ giáo hóa chúng sanh của Bồ Tát. Bồ Tát dùng pháp môn này có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Chúng ta học pháp môn này chắc chắn được sanh tịnh độ. Bổn kinh sở sùng, sùng là tôn sùng, toàn tại ư thử, tu hành yếu kính, duy tư tiệp yếu. Lối đi thắt quan trọng của việc tu hành, con đường nhanh chóng, chỗ này là tiệp yếu. Nhanh chóng, pháp môn quan trọng, con đường thành Phật quan trọng. Cố vi bổn kinh chi tâm. Đây là đoạn thứ hai. Bên dưới còn có đoạn thứ ba. Phát tâm hữu nhị nghĩa, tiên tu ly tam chủng, giữ bồ đề môn tương vi pháp. Ở trong đời sống thường ngày, những gì trái lại với tâm bồ đề chúng ta phải tránh. Ba loại nào? Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão Đàm Loan Đại Sư Giảng Sanh Luận Chú viết. Luận chú là của Đại Sư Đàm Loan. Giảng Sanh Luận là của Bồ Tát Thiên Thân. Nếu như nói tam chuyển pháp luân, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, đây là ba kinh Di Đà. Ba kinh là thị chuyển, là khuyến chuyển. Giảng Sanh Luận Bồ Tát Thiên Thân làm chứng cho chúng ta, làm chứng chuyển. Ngài giảng sanh rồi, Ngài nhìn thấy thế giới cực lạc. Làm báo cáo cho chúng ta, thật sự có thế giới cực lạc, thật sự có A-di-đà Phật. Tín nguyện trì danh là thật, không phải là giả. Ngài đã dùng phương pháp này giảng sanh thành Phật rồi. Cái thành Phật này chính là Bồ Tát A Duy Việt Trí. Đại sư Thiên Thai nói lục tức Phật, A Duy Việt Trí là phần chứng tức Phật, là Phật thật, không phải là Phật giả. Xưng Ngài là Pháp Thân Bồ Tát, bởi vì tập khí vô thủy vô minh của Ngài
vẫn chưa có đoạn sạch sẽ. Ngài trụ ở cõi thực báo. Cùng với thập pháp giới của tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương cõi nước, đặc biệt là chúng sanh trong lục đạo luân hồi. Vì sao vậy? Quá khổ. Bồ Tát A Duy Việt Trí có khả năng tùy loại hóa thân. Giúp những người này thành Phật. Tu nhân chứng quả. Trí huệ thần thông. Đạo lực của Bồ Tát A Duy Việt Trí có thể nói là không có gì khác biệt với quả địa cứu cánh của Như Lai. Chỉ là do tập khí vô thủy vô minh chướng ngại họ hòa nhập thường tịch quan. Ngoài sự việc này ra, họ không có bất kỳ chướng ngại nào. Ở thế giới cực lạc, họ có thể phân thành vô lượng vô biên thân. Phân thân để làm gì? Để cúng Phật. Cúng Phật là tu phước. Phải tu phước báo viên mãn để giáo hóa chúng sanh. Trên cúng chư Phật, dưới hóa chúng sanh không có chướng ngại. Công đức viên mãn rồi. Thế nào gọi là viên mãn? Tập khí vô thủy vô minh đoạn sạch sẽ rồi, liền gọi là viên mãn. Khi viên mãn rồi thì không còn thấy cõi thực báo nữa. Cõi thường tịch quang hiện tiền. Họ trở về thường tịch quang rồi. Trở về thường tịch quang chính là diệu giác Như Lai mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Đích thực là vô thượng Bồ Đề. Phía trên không còn nữa. Họ đạt đến tột đỉnh rồi. Vào lúc này họ dung hợp thành một thể với pháp thân chư Phật Như Lai rồi. Cái bộ thể này chính là quang minh. Ở trong quang minh không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần, không còn khởi tâm động niệm nữa, cũng không có hiện tượng tự nhiên. Cái cảnh giới này gọi là Đại Bát Niết Bàn. Trong Kinh Kim Cang nói, lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Đây là cảnh giới này. Ở trong nhất chân pháp giới không có sanh diệt, có ẩn hiện. Tập khí vô minh chưa đoạn hết, hiện hiện tướng. Tập khí vô minh đoạn hết rồi thì sẽ không hiện tướng nữa, là ẩn rồi. Chính là một khối tịch quang. Tịch quang khởi tác dụng, chứ không phải không khởi tác dụng. Chúng sanh có cảm, tịch quang liền có ứng. Ở trong tịch quang, trong kinh gọi là pháp thân của Như Lai.
pháp thân không có tướng, pháp thân trùm khắp mọi nơi. Danh hiệu của pháp thân Như Lai gọi là Tỳ Lô Giá Na, là tiếng Phạn. Ý nghĩa của Tỳ Lô Giá Na là gì? Là trùm khắp mọi nơi, trùm khắp mọi lúc. Quá khứ, hiện tại, vị lai là mọi lúc. Mười phương pháp giới là mọi nơi. Nó là ánh sáng chiếu khắp hư không pháp giới. Chúng sanh nơi nào có cảm, nó liền hiện tướng. Hiện tướng không có đến đi, không có trước sau. Cho nên gọi loại hiện tướng này là ngay đó sanh ra, ngay đó liên diệt. Có duyên liền hiện, không có duyên liền ẩn ngay. Có ẩn hiện, không có sanh diệt. Chúng ta xem Giảng Sanh Luận Chú của Pháp Sư Đàm Loan, Vô Lượng Thọ Kinh, Tam Bối Giảng Sanh Trung. Tam Bối Giảng Sanh, Thượng Bối, Trung Bối, Hạ Bối. Tuy hành hữu ưu liệt, Tam Bối là cách phân chia lớn. Trong Tam Bối lại có Tam Bối, là biến thành Cửu Bối. Trong Cửu Bối, ở trong mỗi một bối lại có Tam Bối. Cứ vậy mà phân chia xuống thành trùng trùng vô tận. Đây là nói tu hành có tốt xấu. Nhưng mà mặc bất giải pháp vô thượng bồ đề chi tâm, đây là điểm giống nhau. Phát tâm là giống nhau, nhưng công đức tu hành không giống nhau. Thử vô thượng bồ đề tâm. Vô thượng bồ đề tâm là gì? Tức thị nguyện tác Phật tâm. Đây chính là tâm vô thượng bồ đề. Nguyện tác Phật tâm, tức thị độ chúng sanh tâm. Mỗi người giảng sanh về thế giới cực lạc đều dũng mãnh tinh tấn hướng về cái mục tiêu này, cái phương hướng này. Cho nên việc tu hành ở thế giới cực lạc, sự việc này sẽ thành tựu rất nhanh. A-di-đà Phật dùng trí huệ phước báo cứu cánh viên mãn, gia trì cho mỗi người giảng sanh về thế giới cực lạc, khiến cho trí huệ thần thông đạo lực của những người này biểu hiện ở thế giới cực lạc hầu như là ngang bằng với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật quá vĩ đại rồi. Sự tán thán của chư Phật mười phương đối với Ngài, xưng Ngài là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Điều này không phải là giả.
Đây không phải là lời khen ngợi thông thường. Chúng ta giảng sanh về thế giới Cực Lạc, tương lai thành Phật là thành Phật như thế nào? Học trò thành tựu chắc chắn là nương theo lão sư. Chúng ta thành Phật chính là thành Phật giống như A-di-đà Phật vậy. Nơi chúng ta cư trú, giáo hóa chúng sanh cũng chính là thế giới Cực Lạc. Chúng ta là một thế giới Cực Lạc độc lập hay là thế giới Cực Lạc chung vậy? Vấn đề này trên thực tế, người ở thế giới Cực Lạc không tồn tại. Vì sao vậy? Họ không có khởi tâm động niệm, thì sao mà có một hay nhiều chứ? Những vấn đề này là vọng tưởng của chúng sanh hiện tiền chúng ta. Dù vọng tưởng cũng phải có đáp án. Không có đáp án thì chúng ta không phục. Đáp án phải có tương ưng với sự thật. Ở trong giáo lý Đại Thừa, Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tất cả pháp là giả, tâm tưởng cũng không phải là thật. Cho nên ở trong tự tánh không có tâm tưởng. Người ở trong thập pháp giới có những vọng niệm này. Ở trong cõi thực báo của chư Phật không có. Người ở trong cõi báo không có khởi tâm động niệm thì sao họ có cái vấn đề này được chứ? Cho nên họ không có vấn đề. Họ khởi tâm động niệm toàn là trí huệ, trên thực tế là hoàn toàn không có khởi tâm động niệm. Chúng sanh cảm, họ có ứng, họ hoàn toàn không có khởi tâm động niệm. Giống như chúng ta đánh chuông vậy, chúng ta đánh một cái nó liền vang, đánh mạnh thì âm thanh lớn, thời gian dài, đánh nhẹ thì âm thanh của nó nhỏ, thời gian ngắn. Nó không có khởi tâm động niệm. Pháp thân Như Lai cũng như vậy. Ánh sáng chiếu khắp tất cả chúng sanh, không có chúng sanh nào không ở trong ánh sáng của Ngài. Chúng ta không biết, họ thấy đều biết. Chúng ta cho rằng khởi một ý niệm vi thế, thậm chí là mình cũng không biết. Nhưng Phật và Pháp Thân Bồ Tát đều biết. Chân tướng sự thật này chúng ta phải biết. Sau khi biết rồi, bạn mới có thể nghĩ là ở mọi lúc, ở mọi nơi, đừng nói là lời nói việc làm, mà khởi tâm động niệm, Phật đều biết hết thảy. Bồ Tát của thế giới Cực Lạc là Bồ Tát A Duy Việt Trí đều biết, không có gì là không biết. Vì chúng ta có thể che giấu được ai chứ?
che giấu được mình, chứ không thể che giấu được người. Không những Phật biết, mà tận hư không khắp pháp giới, vạn sự vạn vật đều biết hết. Vì sao vậy? Phật nói cho chúng ta biết, toàn bộ hiện tượng trong vũ trụ từ đâu mà có? Từ ngũ uẩn mà ra. Ngũ uẩn là gì? Là nguồn gốc sáng tạo ra toàn bộ vũ trụ. Cái nguồn gốc này chính là cực vi sắc mà trên kinh Phật nói. Cực vi sắc chính là ngũ uẩn. Nó có năm loại tính chất. Cái đầu tiên là sắc, là hiện tượng vật chất. Cái thứ hai là thọ, nó có cảm thọ. Giống như tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm thí nghiệm nước. Nước có cảm thọ. Từ trong thí nghiệm nước đã hiểu rõ được toàn bộ sắc thọ tưởng hành thức. Vật chất nhỏ nhất tạo nên toàn bộ vũ trụ, hiện nay gọi là hạt. Hạt cơ bản. Nhỏ nhất là hạt cơ bản, nhà khoa học gọi là vi trung tử. Một hạt vi trung tử chính là một chuỗi sắc thọ tưởng hành thức, chính là ngũ uẩn. Hết thảy đều là do ngũ uẩn tổ hợp thành. Trong kinh Kim Cang nói nhất hợp tướng. Tất cả mọi hiện tượng tận hư không khắp pháp giới đều là do cái ngũ uẩn cơ bản này tổ hợp thành. Cho nên mỗi cái hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần đều giống như thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng vậy. Hết thảy đều biết cảm thọ, biết nghe, biết nhìn, còn biết ghi nhớ nữa. Nó có phản ứng. Chúng ta viết chữ cho nó xem, nó phản ứng. Chúng ta diễn tấu âm nhạc cho nó nghe, nó có phản ứng. Trong tâm chúng ta khởi tâm động niệm hướng về nó, nói tôi thích bạn, nó biết. Tôi ghét bạn, tôi hận bạn, nó cũng biết. Đều có thể hiển hiện ra phản ứng của nó để chúng ta nhìn thấy. Vật chất nhỏ nhất, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa. Nếu phân chia nó tiếp nữa sẽ không còn. Vật chất nhỏ như vậy vẫn đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức. Hay nói cách khác, vạn sự vạn vật trong toàn bộ vũ trụ, dùng cách nói hiện nay để nói là nó có thân, nó là sống động, nó không phải chết cứng. Cho nên tiến sĩ Hewland của Mỹ có đến thăm studio này của chúng ta vào năm kia. Ông nói với chúng tôi, chúng ta ở nơi này, nhất cử nhất động
lời nói, nụ cười, kể cả bạn khởi tâm động niệm, ông nói cái bàn biết, cái ghế biết, bức tường biết, trần nhà biết, nền nhà cũng biết. Không có cái gì là không biết. Bạn có thể che giấu được ai chứ? Chư Phật Bồ Tát hoàn toàn hiểu rõ, thấu tỏ đối với những sự tướng này. Sở dĩ tâm của họ thanh tịnh, tâm của họ bình đẳng, không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, chí công vô tư, đối đãi với tận hư không khắp pháp giới, đối đãi một cách bình đẳng. Một lòng chân thành từ bi. Dùng cái lòng chân thành từ bi này để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn tận hư không khắp pháp giới. Cách học của chúng ta như thế nào? Nắm vững cương lĩnh của Kinh Kim Cang, vô trụ sanh tâm, sanh cái tâm gì? Sanh tâm niệm A-di-đà Phật, không sanh cái tâm khác, chỉ sanh tín nguyện trì danh, là sanh cái tâm này. Trong tâm ngoài cái ý niệm này ra thì không có ý niệm gì khác, liền gọi là ưng vô sở trụ, liền gọi là vô trụ. Mục đích của chúng ta chính là về thế giới cực lạc, chính là thân cận A-di-đà Phật. Pháp môn này thật tuyệt vời, cho nên nhất định phải phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tâm vô thượng Bồ Đề chính là thật tin, thật nguyện. Các bạn ở trong đời này có người thân quyến thuộc, có người yêu mến, hy vọng ở bên nhau vĩnh viễn, có một cách hay là cùng sanh về nước cực lạc, thì vĩnh viễn ở bên nhau. Nếu không sanh về thế giới cực lạc, một khi luân hồi liền chia lìa ngay. Nếu gặp lại lần nữa cũng không nhận ra nhau. Chỉ có về thế giới cực lạc, khi về thế giới Tây Phương cực lạc, là có được thân pháp tánh. Thực sự là vô lượng thọ. Tuổi thọ ở trong thập pháp giới đều là vô thường, tuổi thọ có dài ngắn. Ở nhân gian tuổi thọ ngắn, cõi trời tuổi thọ dài. Dù dài nhưng nó vẫn có ngày hết, nó không phải là vĩnh hằng. Cõi trời Đao Lợi là cõi chúng ta quen thuộc nhất. Vua trời Đao Lợi, người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nơi đó có độ chênh lệch về thời gian của chúng ta. Một ngày ở cõi trời Đao Lợi là 100 năm của nhân gian chúng ta. Tuổi thọ của họ là 1000 tuổi. Một năm cũng là 365 ngày, mà 1000 tuổi, một ngày là 100 năm của nhân gian chúng ta, tuổi thọ rất dài.
Trung Quốc được mệnh danh là nước văn minh cổ 5.000 năm. Ở cõi trời Đao Lợi, chỉ mới là 50 ngày, là chưa đến 2 tháng. Nước văn minh cổ 5.000 năm, ở cõi trời Đao Lợi mới 50 ngày. Một ngày là 100 năm. Tuổi thọ của họ là 1.000 tuổi. Thật là trường thọ, thật sự là thọ vô lượng. Nhưng họ vẫn có lúc hết. Càng lên phía trên nữa thì tuổi thọ càng dài. Thật sự trường thọ, thật sự vô lượng thọ là thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc chân thật là vô lượng thọ. 28 tầng trời là vô lượng thọ có thể đo lường được. Chúng ta nhìn thấy tuổi thọ của họ rất dài, nhưng rốt cuộc vẫn có ngày kết thúc. Nhược nhân bất phát vô thượng Bồ Đề Tâm, Đảng Văn Bỉ Quốc Độ Thọ Lạc Vô Gián, Vì Lạc Cố Nguyện Sanh, Diệt Đương Bất Đắc Giảng Sanh. Nghe nói thế giới Cực Lạc quá tốt rồi, tôi cũng muốn đến. Cũng niệm Phật cầu sanh. Có được giảng sanh không? Không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Chưa có tâm Bồ Đề. Cái tâm Bồ Đề này quan trọng. Pháp sư Đàm Loan trong đó nói rất hay. Tâm Bồ Đề là gì? Là tâm nguyện làm Phật. Tâm nguyện làm Phật chính là tâm nguyện độ chúng sanh. Nguyện độ chúng sanh đó chính là thu hút chúng sanh sanh về cõi nước có Phật. A Di Đà Phật là Phật vô lượng thọ. Đây chính là chứng tỏ phát tâm thành Phật là vì cái gì? Vì phổ độ chúng sanh. A-di-đà Phật phát cái nguyện này. A-di-đà Phật không có nói phát nguyện nơi này của tôi là viện dưỡng lão, đón quý vị về để dưỡng lão, đón quý vị về là để hưởng phước, không phải vậy. Cho nên nếu mang cái tâm dưỡng lão này, nơi này quá tốt rồi, ta có thể đến nơi này để ở, xem cái nơi này là nhà của tôi, vậy thì không được rồi. Là không tương ưng với bổn nguyện của A-di-đà Phật. Do đó an lạc tập nương theo giảng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân, trong đó đã nói rồi, phàm dục phát tâm hội vô thượng Bồ Đề giả. Chữ hội này là tâm của chúng ta. Phải tương ưng với vô thượng Bồ Đề.
Tông môn thường nói hội chưa. Trong đây có hai ý nghĩa: tiên tu ly tam chủng, giữ bồ đề môn tương vi pháp, sau đó tu tri tam chủng thuận bồ đề môn pháp. Cách nói này rất hay. Cái đầu tiên phía trước, y trí huệ môn, bất cầu tự lạc, viễn ly ngã tâm tham trước tự thân cố. Ở trong chú giải nói hà đẳng vi tam là ba loại nào? Loại thứ nhất, y trí huệ môn, bất cầu tự lạc. Thế giới cực lạc rất cám dỗ con người, nên muốn đi hưởng thụ. Cái tâm này không tương ưng, không thể đi được. Cho nên nhất định phải viễn ly ngã tâm tham trước tự thân, phải buông xả cái này. Ta phải học giống như A-di-đà Phật vậy. A-di-đà Phật phát đại tâm là muốn phổ độ chúng sanh tận hư không khắp pháp giới mười phương, ở trong cõi nước của tất cả Như Lai mười phương. Cái tâm lượng này bao lớn, không phải độ một cái địa cầu, không phải là độ một cái hệ mặt trời, cũng không phải là độ một cái hệ ngân hà. Hệ ngân hà ở trong Phật giáo Đại Thừa mới chỉ là một cái đơn vị thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới có 1 tỷ cái hệ ngân hà. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Hình như có đồng tu đã cung cấp cho tôi một tư liệu. Có phải 1 tỷ không? Là 1 tỷ. Khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật là 1 tỷ cái hệ ngân hà. Cũng không được xem là rất lớn. Chúng ta xem thấy ở trong phẩm thế giới thành tựu, phẩm thế giới hoa tạng của Kinh Hoa Nghiêm, trong kinh nói cho chúng ta biết, mỗi một vị Phật nhân địa phát nguyện không giống nhau. Cho nên sau khi thành Phật, khu vực giáo hóa của họ lớn hay nhỏ cũng khác nhau. Ít nhất là một cái tam thiên đại thiên thế giới, có khi 2 cái tam thiên đại thiên thế giới, có khi 4-5 cái tam thiên đại thiên thế giới là khác nhau. Cái thế giới ta bà này của Phật Thích Ca Mâu Ni là một cái tam thiên đại thiên thế giới tiêu chuẩn. Nguyện của A-di-đà Phật phát ra là quá lớn rồi, là vô lượng, không có ngần mé. Tất cả cõi nước chư Phật, chư Phật vô lượng, thế giới vô lượng, ngày thấy đều muốn độ, không bỏ rơi một cái nào. Chúng ta không có tâm lượng lớn như vậy,
là không tương ưng với A-di-đà Phật. Cho nên vì sao người niệm Phật thì nhiều mà người giảng sanh lại ít như vậy? Vì tâm lượng quá nhỏ rồi. So đo từng tí, không chịu buông xả một mảy may nào. Tâm như vậy niệm Phật làm sao có thể giảng sanh chứ? Cho nên câu nói trong giảng sanh luận chú của Pháp Sư Đàm Loan là rất quan trọng. Nếu người không phát tâm vô thượng Bồ Đề, chỉ nghe cõi nước đó hưởng thọ hạnh phúc mãi mãi, vì hạnh phúc cho nên nguyện sanh về, thì cũng không được giảng sanh vậy. Câu này đã giải trừ nghi vấn của chúng ta rồi. Tại vì sao đồng tu liên xã nhiều như vậy mà người thật sự giảng sanh thì ít? Đây là Lý Lão Sư đã nói, một vạn người được 53 người. Đây là 60 năm trước. Ngày nay sau 60 năm, nếu bạn hỏi tôi sẽ nói cho bạn biết, trong một vạn người có lẽ chỉ được một vài người. 60 năm trước được 53 người, hiện nay chỉ còn một vài người. Tại vì sao không thể giảng sanh vậy? Chúng ta xem đoạn khai thị này của Pháp Sư Đàm Loan là hiểu rồi, là chưa phát Bồ Đề Tâm. Nguyện 18 dĩ nhiên là quan trọng, nhưng nguyện 19 là không thể thiếu. Nguyện 19 là phát tâm Bồ Đề. Ở trong Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay. Có thể giảng sanh được hay không là quyết định bởi có tín nguyện hay không. Tín nguyện chính là Bồ Đề Tâm. Nó quyết định bạn có thể giảng sanh được hay không, tâm của bạn có tương đồng với A Di Đà Phật hay không. Tâm có tương đồng hay không, nguyện có tương đồng hay không? Nếu không tương đồng với tâm của Ngài, không đồng với nguyện của Ngài, dù mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu cũng không thể giảng sanh. Chỉ kết cái duyên với A-di-đà Phật mà thôi. Đến khi nào có thể giảng sanh vậy? Tâm đồng với tâm của Phật, nguyện đồng với nguyện của Phật, liền có thể giảng sanh. Nguyện là 48 nguyện, tâm là phổ độ tất cả chúng sanh. Phải xem tất cả chúng sanh giống như người thân của mình vậy. Hiện nay nói người thân cũng vô ích rồi. Vì sao vậy? Người hiện nay không có người thân. Giữa con người với nhau hiện nay biến thành chỉ có lợi hại. Người nào có lợi cho ta chính là người thân. Người nào không có lợi cho ta, dù cha mẹ cũng không phải là người thân. Cha mẹ lúc nhỏ nuôi dưỡng họ khôn lớn, đến khi họ tự mình có thể tự lập, khi cha mẹ không còn tác dụng với họ nữa liền dứt bỏ. Đây là quan niệm của phương Tây. Tôi ở Mỹ nhiều năm, xã hội Mỹ chính là như vậy. 16 tuổi được xem là trưởng thành, 16 tuổi là rời khỏi gia đình. Nếu bạn đi báo cảnh sát, cảnh sát không quan tâm. Vì sao vậy? Nó có thể tự lập rồi, bạn còn đi tìm nó làm gì?
Cho nên cha mẹ, cái loại tình thân này không còn nữa, anh em không còn nữa, vợ chồng không đáng tin cậy. Con người mới sáng kết hôn, đến chiều đã ly hôn rồi. Trên thế giới này có thành phố nào mà không có chuyện ly hôn? Tỷ lệ ly hôn quá cao rồi, mỗi năm đang gia tăng. Đây chính là gì? Tình trạng tình thân không còn nữa. Cho nên người hiện nay bị cô độc ở trong cái xã hội này, đáng thương, đáng buồn biết bao. Khi lợi ích không còn nữa chính là người xa lạ. Văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc, khi văn hóa phương Tây tiến vào Trung Quốc, người Trung Quốc bị khoa học kỹ thuật, cơ khí của họ làm mê mờ rồi, lơ là đi văn hóa truyền thống. Chúng ta ngày nay phải gặp cái nạn này. Truyền thống được duy trì mấy nghìn năm là gì? Các vị phải biết, Trung Quốc là độc nhất vô nhị ở trên toàn thế giới, chính là chữ viết, là văn ngôn văn. Cái thứ này bị mất hết rồi. Hiện nay chạy theo người ngoại quốc, nếu như không thể khôi phục lại chữ viết, văn ngôn văn truyền thống, thì văn hóa truyền thống chắc chắn sẽ không thể sinh ra hiệu quả được. Vì sao vậy? Tổ tiên bị mất hết rồi. Là giống như cái cây vậy, không có gốc, sớm muộn gì cũng khô chết. Được mấy người giác ngộ tỉnh trở lại, đây là tôi đã có ý thức này từ rất sớm, cả đời không có duyên. Một cây làm chẳng nên non, sau khi học Phật đã nhiều năm nay mới có được chút ảnh hưởng. Ảnh hưởng vẫn là rất mong manh. Chướng ngại quá nhiều, bày ngay trước mắt là tình trạng hiện thực. Có mấy người không cầu hạnh phúc cho riêng mình, được mấy người buông xả tham đắm chứ? Người thật sự có thể buông xả tham đắm,
tức là người tu tịnh độ chân thật, người thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ, họ có thể buông xả được. Vì sao vậy? Họ biết nếu không buông xả tham sân si thì không thể về thế giới cực lạc. Việc đầu tiên phải buông xả cái này. Thứ hai là y từ bi mô, bạc nhất thiết chúng sanh khổ, viễn ly vô an chúng sanh tâm cố. Chú giải là hoàn toàn tương đồng với ý nghĩa này. Toàn tiết lục liễu, chúng ta có tâm từ bi hay không? Có tâm nhổ bỏ tất cả khổ của chúng sanh hay không? Không có tâm này, chúng ta thấy một người không quen biết, lúc nào cũng nghĩ cách rời xa họ. Chứ không có phát tâm đến cảm hóa họ, đến độ hóa họ. Năm 2006, nhà Hán học Đại học Cambridge, Anh Quốc, là giáo sư David đến Hồng Kông thăm tôi. Có mời tôi đến Anh Quốc để điều hành trường học. Đó là một ý tốt. Ông đã có ý tưởng rất hay, là lập một thư viện Đại Thừa ở Luân Đôn, trực thuộc Đại học Cambridge. Hệ thống thư viện trường học của Anh Quốc giống như Oxford. Cambridge gần như là đều có hơn 50 cái thư viện tổ hợp thành một trường đại học. Tôi trả lời ông là tôi không thể đi. Ông đã ở lại đây 2 ngày, mỗi ngày 3 giờ đồng hồ. Chúng tôi tổng cộng nói chuyện 6 giờ đồng hồ. Tôi đã từng nói với ông, hãy đem phương pháp, đường lối dạy học cổ xưa của Trung Quốc ra để thảo luận. Cái này hiện nay phương Tây không có. Ông là nhà Hán học, Luận Ngữ Mạnh Tử ông đều thuộc. Chúng tôi bàn về dạy học. Ông hỏi tôi cách dạy như thế nào. Tôi nói không có phương pháp. Tổ tiên xưa của chúng tôi có phương pháp. Ông rất kinh ngạc. Ông nói phương pháp của tổ tiên xưa ông chưa từng nghe nói bao giờ. Nó là gì? Tôi nói thế thì ông có từng đọc qua Tam Tự Kinh chưa? Tam Tự Kinh ông cũng thuộc. Tôi liền nói với ông, 8 câu đầu tiên của Tam Tự Kinh là đường lối dạy học của tổ tiên xưa của chúng tôi. Làm giáo dục, nếu không hiểu 8 câu nói này thế thì không phải là giáo dục truyền thống Trung Quốc rồi. Ông thấy Tam Tự Kinh câu đầu tiên là nhân chi sơ tánh bổn thiện.
phải khẳng định là học trò tánh vốn thiện, hay nói cách khác, học trò đều vốn có nền tảng căn cơ của thánh hiền. Chỉ xem cách dạy của bạn như thế nào. Nếu bạn dùng phương pháp của thánh hiền dạy họ, họ sẽ thành thánh hiền. Nếu bạn dùng phương pháp của quân tử dạy họ, họ sẽ thành quân tử. Nếu như nói học trò không có vấn đề, vấn đề là ở thầy cô. Học trò này không thể tiếp nhận, không chịu nghe lời, liền khai trừ họ mất rồi, vậy thì thất bại. Cổ nhân chúng ta thường nói, hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ, là trách bản thân mình không biết dạy, chứ không được trách họ không biết học. Nhất định phải có cái khái niệm này. Khai trừ học trò là bạn giáo dục thất bại rồi. Làm thế nào có thể đem học trò, đem họ dạy học, là chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, thì cái giáo dục này là thành công rồi. Phải thừa nhận, bạn thấy việc dạy học của nhà Phật, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Thế bạn muốn dạy, họ không chịu học, không chịu học nghiêm túc, phạm sai lầm, liền khai trừ họ. Vậy là giống như phủ nhận tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật rồi. Trước tiên chúng ta làm từ trên quan niệm. Phương pháp thành Phật là gì? Buông xả, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, liền thành Phật ngay. Tâm của Phật là gì? Vốn thiện là gì? Thanh tịnh bình đẳng giác là vốn thiện. Tâm của mỗi người đều là thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm của mỗi người đều là tâm Phật. Bản thân chúng ta đã bị ô nhiễm, bị biến chất rồi, còn làm cho người khác biến chất, làm cho người khác phạm nữa. Đó là biến vốn dĩ là Phật thành chúng sanh lục đạo rồi, là dạy sai rồi. Chúng tôi đàm đạo rất là thích thú. Cuối cùng tôi nói với ông ấy, tôi rất cảm kích, nhưng tôi không thể đến Luân Đôn được. Nơi đó là châu Âu, tôi không quen. Đây là lời thật. Tương lai có cơ hội ở bên châu Á này, nếu có cơ hội ở đây là tốt nhất. Hiện nay ở Malaysia, châu Á, chúng ta muốn làm, và Indonesia cũng muốn làm. Indonesia là Đại học Hồi giáo. Điều này vô cùng hiếm có. Họ muốn mở viện Hán học, họ muốn xây thư viện tứ khố. Chúng tôi hy vọng họ làm thành công, để có một nơi có cái thành tựu này, từ từ mọi người sẽ biết nghĩ, sẽ bắt chước. Nếu Hán học có thể hưng thịnh được, thì thế giới này sẽ có hy vọng rồi. Xung đột có thể hóa giải, thế giới có thể khôi phục ổn định hài hòa. Thật sự phải đương theo từ bi,
nương theo trí huệ, nương theo từ bi, nương theo phương tiện, thì tu thân có thể thành công, dạy học có thể thành công, sự nghiệp có thể thành công. Không có gì không thể thành công. Trước tiên phải bồi dưỡng trí huệ, từ bi, phương tiện của chúng ta, mới có thể tự độ, độ tha. Trí huệ là đứng đầu. Trí huệ chính là buông xả. Người không buông xả được là người không có trí huệ. Họ có phiền não, không có trí huệ. Buông xả phiền não, trí huệ liền hiện tiền ngay. Hôm nay thời gian đã hết rồi. Chúng ta chỉ học tập đến đây thôi. A-di-đà Phật.